Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục clip mới ngày hôm nay, cửa hàng chúng em cũng giới thiệu bà con mình một số tác phẩm như mọi khi. Thì cũng có mặt hàng đồ xưa, đồ cũ nha bà con, đồ gốm, đồ đồng. Thì cửa hàng bên em rất là nhiều loại sản phẩm, đồ đồng không thủy nhiều loại đó, và đồ gốm nha, gốm Tàu, gốm Nam Bộ mình, gốm Việt Nam mình nha. Ở quà tủ, quà ghế, bà con mình có nhu cầu đến trực tiếp cửa hàng chúng em để xem và tham khảo nha. Cửa hàng chúng em nằm ở tuyến quốc lộ 91, khu vực Thế Hưng, khu phường Long Hưng, quận Long Biên, thành phố Cần Thơ nha bà con. Và em cũng chân thành cảm ơn bà con mình ủng hộ trong những cái clip vừa qua rất là nhiều. Thì đầu tiên hôm nay em xin giới thiệu bà con mình mã số 1D đó, một cây tủ nha, một cây tủ cành hồng rất là đẹp nha bà con. Đó, được người ta chạm được phong cách cổ điển là phong cách Louis. Đó, mẫu bà con mình xem nha, mẫu là hoa hồng nha. Đó, cây này bà con mình nhìn như thế khá là dày và nặng, được cảm ốc Singapore, mặt trước cảm ốc rất là đẹp, ốc là không chê vào đâu được nha. Đây, tủ này á, với cái chiều cao thì em đo luôn, tới đỉnh mẫu này là 2m2, tới đỉnh mẫu là 2m2 rồi nha. Và chiều ngang của cái tủ này nè, nó lên tới là 113 nha, 113, sâu tủ ra là nó 38. Đó, dán mặt sau lưng nó là dán gỗ gõ luôn, toàn bộ nguyên con, mẫu là chạm đục hoa hồng rất là đẹp nha bà con. Đó, phong cách cổ điển qua lá tây. Đó, cẳng nè, cẳng ốc nè, vàng chanh nè, bà con mình xem nha, bảy màu rất là đẹp. Đó, vàng bên ngoài, vàng mặt tiền thì cẳng là không chê rồi. Về mình để mình trưng bày đồ, mình để cái tủ không nó cũng rất là đẹp nha. Đó, mình để đồ đạc của mình vào. Đó, như đồ đồng, đồ gốm, đồ phong thủy mình cần thiết. Dưới thì cũng có hai cái ngăn tủ kéo nha bà con. Ở những cái này chạm đục cụ lá nè, bà con mình xem nha, khá đẹp. Cái này là hàng lành lặn hết trơn nha, không có lỗi gì hết. Đó, sơn này thì cũng được vệ sinh lại rồi, về xài sử dụng không cần làm gì thêm. Đây mặt gỗ phía trong lồng đó đây nha. Đó, dán lành lặn hết từ trên tới dưới. Đó, chiếc tủ cành hồng này em giao luôn cho bà con mình hôm nay giá là hữu nghị luôn. Đó là chỉ có 28 triệu thôi nha bà con, bao cái ship toàn quốc nha. Chỉ có 28 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con mình, khu vực miền Tây em có thể giảm phí lọc cho bà con mình được nữa nha. Và đến mã số 2. Số 2 thì có một cái bộ bàn ăn nào bà con mình xem sơ qua cho em. Cái bộ này thì nó gồm có tổng cộng tới 9 món. 8 cái ghế giải quạt và một cái bàn tròn, trên mặt bàn là người ta cảnh cái tích là bát tiên du sư. Đó, ốc thì hoàn canh khá là đẹp luôn. Đó, cái bàn thì nói chung hàng này á thì hàng cũng đã theo hàng cũ thời gian. Đó, có cái người ta cũng dặn thêm người ta mà sơn phớt thêm á. Đó, và người ta cũng cẳng ốc thêm chút đỉnh nha. Đó, bàn này nói chung là hàng cũ, tầm là 20-30 năm thôi nha. Đó, khá là đẹp, hàng thì em bao lần tích hết. Đây, với cái chiều cao của cái bàn thì em đo là 75. Đường kính cái mặt bàn thế này là phủ bì luôn là 130 luôn nha. Diềm bàn này chiều dày của nó là 12. Đó, mặt bàn thì cái mặt của nó là hai lá nha bà con, mặt giữa này hai lá nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp, ốc bàn chanh khá đẹp luôn á. Đó, cẳng cái tích là bát tiên, tích phong thủy. Đó, cái này mình về mình ngồi mình đãi khách tiếp khách á, hoặc mình làm bằng ăn bằng uống rất là đẹp. Đó, hoặc bằng trà. Đó, 8 cái ghế ngồi rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đó, đường kính bàn tới 1m3 rồi. Đó, mặt bàn là cái mặt của nó rời luôn nha, mặt rời. Đó, bà con mình xem sơ qua, diềm thì chạm được tứ diện. Đó, diềm chạm được những cái mắt bẫy cá tứ diện nha. Chân đó bà con mình xem, chân thì đầu lăn đuôi cá đó, chân nó chạm đục á. Đó, hàng thì lần lặn liền lạc hết, không có lỗi. Nó dày dặn và chắc chắn lắm nha. Đó, những cái chân mình nhìn thôi mình cũng thấy nó rất là cứng, là kịch cọm rồi nha. Ghế thì có 8 cái ghế của bàn được cẳng, nó tức là nho sóc. Đó, cẳng mặt trước nha, ghế này bàn này thì cẳng mặt trước nè. Đó, nho sóc nè bà con mình xem nha. Chiều cao cái ghế này em đo là 1m, chiều ngang ghế lên tới là 49 thôi. Chiều ngang vị trí mình ngồi này nha là lên tới 53. Sâu của ghế em đo phủ bì là 42 nha. Từ mặt đất lên mình ngồi là 50. Đó, chân là chân nai. Đó, những cái chân nào bà con mình xem nha, rất là đẹp. Đó. Đây, từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài bà con mình xem. Đó, chỗ nào không bỏ không kỹ thì kêu em chụp hình, nhờ kêu em chụp hình lại cho bà con mình gửi chi tiết nha. Đó, những cái đồ nó nhiều quá em không có thời gian để em quay, thì thời gian nó giới hạn đó, cho nên em quay nó không có hết cái mà cái đó, sản phẩm của nó nha. Bộ này tổng cộng nó tới 9 món em giao lưu với bà con của mình hôm nay, giá là chỉ có 65 triệu thôi nha, bao phí ship toàn quốc luôn 65 triệu. Hàng đến nhà đến nơi kiểm tra hàng giúp em lành lặn liền lạc bà con mình nhận. Đó, còn đúng gỗ không đúng gỗ thì bà con của mình cứ liên hệ bên em xử lý nha, cứ yên tâm. Và mã số 3 á, dây lại có một cái bộ bàn salon sơ nha. Cái bộ này chạm được là thanh hình tương ngộ, thì nó gồm có tới là 6 món, 2 đôn, 1 bàn và 3 ghế. Đó, bà con mình xem nha, ghế tay cuốn rất là đẹp nha bà con. Đó, cái bộ này salon thẻ nha, ngày xưa luôn á. Đó,
đô mình em đo trước nha, đô mỗi đô một có chiều cao á, em đo là 37, đường kính mặt đôn vuông á thì nó lên tới là 37 luôn. Mỗi chân này nè thì chiều ngang của nó là 7 phân. Đó, chân đô thì chạm đục là đầu lăn, nó đầu lăn chân móng nha bà con. Đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp nha. Đó, đầu lăn chân móng. Còn băng còn cái bàn nè, cái bàn mà con mình xem thì cái kính của nó theo nó luôn nha, kính này kính xưa theo nó luôn á. Cái bộ này nói chung tuổi đời của nó không dưới là 40-50 năm rồi nha bà con. Đó, cái chiều cao của cái bàn thì em đo là 50. Tổng cái chiều dài của cái bàn này lên tới là 1 mét củ bì. Chiều ngang cho cái bàn thế này là nó 49. Đó, bà con mình xem nha. Đây kính này nói chung thì bà con mình xài không xài thì mình có thể đặt thay một cái kính khác thôi. Đó. Thì kính này nó xưa nó cũ theo thời gian chứ lắm rồi. Đó, còn ghế còn gỗ ghế băng ghế rồi thì nó lành lặn hết, bà con mình cứ yên tâm nha. Đó, hàng thì làm tích. Đó. Và cái băng ghế dài, băng ghế ngắn và băng ghế dài nè, ghế ngắn thì khá là dày dặn chắc chắn. Đó, chỗ mình ngồi là cái thẻ nè, salon thẻ rất đẹp. Đó, thẻ rất là dày dặn, rất là to. Chiều cao cái ghế này thì em đo 1 mét thằng nha. Đó, chiều ngang này là em đo lên tới là 55. Rồi, chiều ngang hai cái tay này em đo luôn là 67, từ mặt đất lên vị trí mình ngồi nè là nó 36. Đó. Sâu ra lọt lòng là nó 56 nha. Đó, sâu lọt lòng 56. Cái thành ở sau lưng này rộng nhất tới 6 phân là chỗ lớn nhất nè. Đó, chạm đục bà con mình xem nha. Đó, những cái hoa chim hoa nè bà con mình xem khá là đẹp nha. Đó. Tay này thì chiều ngang 8 phân. Đó, đều là chân đầu đều là chân bóng hết nha. Đó, bà con mình xem. Hàng này nói chung mình về xài sử dụng không cần làm gì thêm nha bà con, vì hàng này nói chung ngày xưa chủ nhà người ta cũng đã có mà sơn phết lại rồi á, nó đã có chỉnh sửa vệ sinh lại rồi hết rồi, gia cố chắc chắn luôn cho bà con của mình về mình xài sử dụng luôn đó nha. Đó, còn băng ghế dài bà con mình xem nha, cái chiều cao thì nó cũng bằng băng ghế ngắn thôi. Đó, nhưng mà nó khác kích thước cái chiều dài của nó. Cái băng ghế dài này tổng cái chiều dài của nó luôn là nó lên tới 1m181. Đó, 181 là chiều sâu cái ghế này ra lên tới 56 nha. Dìm chạm đục mà bà con mình xem hoa văn. Đó, chạm đục rất là đẹp. Những cái song tiện này ngày xưa thường mình đi nhiều nơi nhiều chỗ thường người ta làm đa số theo phong cách ngày xưa cổ điển, là ngày xưa thường hay làm không song tiện như thế. Tiếng giữa thì người ta chạm hình tích anh hùng tương ngộ. Đó. Bộ này nói chung mình có không gian gọn gàng mình để mình tiếp khách cho. Khách cứ đến nhà mình ngồi uống nước trà. Đó thì tiếp khách thì nói chung cũng khá là lịch sự nha bà con. Đó. Tuổi đời thì từ 40-50 năm trở lên là cái bộ nè. Đó thì tổng cộng của nó lên tới là 6 món. Đó, 6 món làm nha. Nó khá ngồi khá là thoải mái. Đó, bà con mình xem mình để phòng khách hoặc là đi nhà cũng nhận được. Tiếp khách thì nói chung bộ này thì nói chung thì rất là vừa hết. Đó, rất là đẹp rồi nha. Nhưng mà cái giá của nó thì em bao rẻ cho bà con mình luôn. Hàng này em sưu tầm được giá mềm để bà con mình giá hữu nghị chỉ có là 14 triệu thôi nha bà con. Bao cái ship toàn quốc nha, 14 triệu nha. Đó, tiền nào của nấy bà con mình xem sơ qua hàng thì về đến nhà có vấn đề gì thì liên hệ bên em nha, em bao lần tích liền lạc hết, không gãy hay là đắt giá chỗ nào nha, nguyên nguyên nghiêm nguyên thủy luôn. Và mã tiếp theo số 4 nè, em có một cái bàn nghi thờ loại đại. Cái bàn nghi thờ bà con mình xem nha, khá là khủng, khá là to. Đó, mình có nhu cầu thiết yếu thì mình sưu tầm cái bàn này về mình để mình trưng thờ cúng trên đây. Đó, khá là được nhiều đồ luôn, để đồ rất là nhiều nha. Cái này nói chung rất là nặng mà gáp bằng mỏng hết nha bà con. Hàng này nói chung hàng loại to đại luôn á. Tổng cái chiều cao á, tổng cái chiều cao đo luôn những cái mẫu trên là 1m3. Còn mà em đo lọt lòng bên dưới là 117 nha. 117. Và tổng cái chiều dài, dài này của nó lên tới 2m17 đó, rất là lớn nha bà con. Dài 2m17. Sâu ra là 110. Đó, bà con mà xem quăng là đều quăng tự nhiên, siêu quăng. Mặt ở trên này thì em thấy mặt của nó là hai lá. Đó, mặt hai lá. Và gỗ này của nó là gỗ hương ta luôn nha, hương cũ theo thời gian hương ta mình á. Đó, bà con mình xem. Đây để em đo cái dìm nè, cái dìm ở trên này cũng khá là dày. Cái dìm thành là bàn này nè, là lên tới 5 phân lận nha. Cái dìm ngoài nè, nó dày tới 5 phân lận. Đó, bà con mình xem những cái chui cái chân trụ nó liền nguyên khối. Đó, khá là đẹp. Đây, mỗi cái chân trụ này chiều ngang dày nhất của nó là 21, liền khối gấp mỏng hết nha. Dìm thì chạm đục nè, chim hoa, đó, hàng chạm đục thủ công mình xem mình biết nha, khá đẹp. Ở dê chính giữa là dê ngậm thọ. Đó, xung quanh là chim hoa rất là đẹp nha bà con. Đó, chân là chân quốc đào chạm đục á. Đó, chạm đục những cái đầu tiên đó nha, khá đẹp. Đó, gỗ hương mình nha, hàng này là hàng theo thời gian. Đó, mình có nhu cầu thì em cũng sẽ sơn đánh bóng lại cho bà con mình vẫn được. Đó, nếu mà theo nhu cầu bà con của mình thôi.
Đó, cái bộ này thì cái bàn này thì không treo được vào đâu rồi nha, không treo vào đâu được. Hôm nay em giao lưu cái bàn ghế nghi thờ này cho bà con của mình giá cũng nghị luôn là chỉ 29 triệu thôi nha. Đó, em bao cái ship cho bà con mình là toàn quốc luôn, 29 triệu nha bà con, rất là lớn nha. Đó, hàng loại đại đó nha, mình nhìn có thể cảm nhận qua được màn hình đó nha. Rồi đến với mã tiếp theo nè. Đó, mã số 5, một cái bộ bàn rất là đẹp, bộ bàn salon nữa nha. Bộ này thì nó chỉ 5 món thôi, nhưng mà này nó dày dặn chắc chắn. Đó, phong cách cổ điển, hàng như cổ điển của Tàu nha, bà con mình xem. Một đô, một bàn và ba ghế nha. Cái chiều cao á, của cái bàn này là em đo 50. Tổng cái chiều dài của cái bàn này là 120 nha. Chiều sâu ra của bàn là 54. Đó, bà con mình xem chạm đục thì chân vuông hết, bàn cũng nó vuông theo mà cái pha dân của nó hết nha. Đó, theo tông nó toàn bộ hết, quăng mặt gỗ, quăng giữa nè, quăng tự nhiên. Đó, mấy cái hàng này thì gỗ nó theo thời gian 5 tháng hết rồi, cô gáo bà con mình về xài yên tâm. Đó, tuy là hàng xưa cũ nhưng mà em bảo hành cho bà con của mình luôn. Đó, đôn thì chiều cao của đôn là lên tới 50, chiều ngang đôn thế này là 35 nha, chiều sâu đôn như thế này nè là lên tới 45. Đó, khá là đẹp nha bà con, mỗi chân vuông của nó thì nó lên tới là 6 phân. Đó, đôn giản lịch sự lịch lạc thôi, không cần quá cầu kỳ nhưng mà rất là tiện dễ sử dụng. Đó, bà con mình xem băng ghế ngắn của nó nè nha. Bà con mình nhìn thấy bên vậy chứ rất là nặng, bên ngoài rất là nặng nha. Chiều cao 1m, phần tựa lưng này của nó 64. Đó, và chiều ngang hai cái tay này luôn em đo là 73, sâu của cái này, sâu cái này là nó 53 nha. Chiều cao vị trí mình ngồi là đều như nhau hết là khoảng 39-40. Đó, tay thì tay này là cũng là tay 7. Đó, thành này thì thành 43,5 gần 4 phân. Chắc chắn cứng cáp lắm nha. Đó, bà con mình nhìn sơ qua mình cũng biết rồi. Đây, đó, hàng này thì em cũng có đều từng tuyển lựa chọn hết rồi nha bà con. Đó, mặt trước mặt sau nè. Về mình để những cái này người ta chạm đục kiểu mà móc tàu á, mấy móc tàu á nha. Đó. Còn băng ghế dài của nó nè bà con mình xem nha, khá là nặng nha bà con. Băng ghế dài với chiều cao tổng này là em đo nó lên tới là 110. Đó, và tổng cái chiều dài này nha, tổng cái chiều dài này thì em đo là 183. Lọt lòng ra là nó 48 nha, lọt lòng 48, chạm đục là tức tứ quý. Đó, bà con mình xem chỗ nào không rõ không kỹ thì kết bạn qua Zalo em hỗ trợ thêm. Thì cái bộ này thì đã được vệ sinh làm rồi nha, sạch sẽ rồi. Nó chỉ có mà cái màu nó theo thời gian chút xíu thôi. Cái này thì em giao lưu em để nguyên thủy bà con mình nha, không đánh không sưng hết lại. Đó, em để cái giá rất là mềm cho bà con của mình luôn, để bà con mình về mình xài và sử dụng nha. Đó, tổng cộng nó lên tới là 5 món nha bà con. Hàng này là hàng theo thời gian 30 năm trở lên nha. Gỗ gõ em giao lưu có giá là 17 triệu thôi. Đó, giá này là em để giá thanh lý nha, 17 triệu mà em bao ship cho bà con mình là toàn quốc nữa nha. Tính ra là bộ này không còn giá bao nhiêu nữa, bà con mình có thể xem tham khảo thêm. Và mic tiếp theo là số 6G, em có là một cái bộ tranh nào bà con mình xem khá đẹp luôn. Đây, ở tranh tích tứ quý, được cảnh là chim hoa và trên là tích bắc tiên. Đó, gỗ này là gỗ gõ theo thời gian nha, ốc thì nhã bả trầu. Đó, đặc biệt là những cái này nó liền nguyên khối nha, không thể mà qua văn nhưng mà mấy kiểu mà chân mà có lồng lộng khung nha. Đó, chiều cao cái bức này là 1m, chiều ngang của mỗi bức lên tới 30, độ dày khung tranh là 3 phân. Đó, ốc theo thời gian hoàng tranh, nhã bả trầu theo thời gian nha, khá là đẹp. Đó, bên ngoài mình nhìn nó còn đẹp nữa nha. Đó, bà con mình xem sơ qua giúp em. Đó, quay cận cận cho bà con mình xem cái độ ốc của nó đẹp như thế nào nha. Đó, thì cái này thì cũng đã được làm vệ sinh bóng bẫy rồi, rồi hàng đã được người ta làm lại á. Nó như hàng xưa cũ lâu năm quá, người ta cũng đã làm lại cho nó sạch sẽ sáng bóng. Đó, về để bà con mình xài và sử dụng luôn. Họ có móc sẵn mình về treo tường luôn nha bà con. Đây mặt gỗ sau lưng đây, khá là dày nha. Em giao lưu bộ tranh tứ quý 4 tấm này có giá bà con của mình nha là 6 triệu đồng thôi nha. Đó, giá hữu nghị cho bà con mình luôn chỉ có 6 triệu thôi, bao ship tặng nhà. Mã tiếp theo số 7 là một cặp đôn voi. Đây một cặp đôn voi khá là già tuổi đời nha bà con. Đôn này là đôn gốm lá thiêu nha. Cái cặp đôn voi này em sưu tầm đặc biệt của nó tuổi đời nó không dưới 70-80 năm trở lên. Đó, bà con mình xem và có thể nghiên cứu tham khảo. Còn những cái loại gần đây thì em cũng vẫn có nha. Đó, mình muốn cần gần đây thì bà con mình cứ liên hệ. Đôi này tuổi đời rất là già nè nha bà con. Đó, gốm Nam Bộ mình ngày xưa luôn nha. Chiều cao tổng em đo là 56. Mặt đôn có đường kính 22 củ bì. Tổng cái chiều dài của chú voi này lên tới là 55. Đó, gốm lái thiêu, hàng chuẩn xưa. Đó, bà con mình xem nha, hàng thì màu men theo thời gian cũ hết rồi. Đó, nó bị thối quá theo thời gian cái màu men bên ngoài nha. Nhưng mà hàng con cái nó không có bị nứt hay là bị mẻ chỗ nào hết trơn á.
không có bị da chạm chỗ mẻ gì hết nha, chứ nó không có bị găng hay là bị nứt gì hết đó. Bà con mình xem nha, lành lặn và liền lạc hết, không có xử lý luôn đó. Nói chung thì bà con mình về cứ kiểm tra hàng thoải mái đó, cứ yên tâm nha đó. Đây đó, bà con mình xem khá là đẹp nha. Vì hàng này hàng xưa, em phải quay kỹ cho bà con mình chút xíu, lâu năm đó, và giá cả của nó cũng tương đối nha bà con đó. Đây chôn đế này bà con mình xem luôn, rất là già. Đôi này nói chung thì rất là già tuổi đời á. Đó, mình có sưu tập là những cái mặt hàng gốm Biên Hòa nè, tổ gốm Lấy Thiêu, gốm Nam Bộ á, mình có thể về mình tham khảo nha. Đôi này em giao lưu giá bà con mình là 15 triệu. Em bao cái ship bà con mình là toàn quốc nha, 15 triệu nha bà con. Đó, hàng chuẩn xưa thì giá nó phải tương đối nó cao hơn những cái hàng gần đây nha. Đó, mình có thể nghiên cứu tham khảo thêm nữa giúp em. Mã số 8V là em có một cặp ché nè. Đó, một cặp ché gốm Biên Hòa nha bà con. Đôi này thì khoảng thập niên 80-90 là tầm 3-40 năm á. Đó, bà con mình xem đây nha. Đó, cái tích là bách hoa đó. Tổng cái chiều cao á, là em đo lên tới là đường hình chim bay á, là 50 nha. Còn cái hoành bụng nó như thế này nè, là nó 103 đó. Bà con mình xem miệng nắp đây, dành miệng đều lành lặn hết đó. Khá là dày, mấy cái ché này dày lắm đó. Mặt bọ bên ngoài nữa nè đó, bà con mình xem nha. Cho ông đế đây đó, cái này khoảng thật nó có ghi 1975 á nha bà con đó, 1975 á. Đôi này giá em giao lưu cho bà con của mình nha, một cặp đó, một cặp lành lặn để làm về mình kết hợp với những đồ mình để lên trưng bày thì khá đẹp rồi đó. Đôi này giá chỉ có 7 triệu cho bà con mình thôi nha bà con, 7 triệu đồng. Và mã tiếp theo á, là em có một cặp bình hồ lô hút lọc nè đó, vẽ cái tích là sen hoa, sen hoa đó, sen hoa sen chim nha. Đó, có những chú chim mà con mình xem khá đẹp luôn đó, cái màu hoa sen đó bà con mình xem nha, màu hồng. Với cái chiều cao cái bình hồ lô này lên tới 63 là miệng đường kính em đo 8 phân phủ bì, hoành bụng này thì lên tới 107, lành lặn nha, miệng lành tích hết là không nứt mẻ nha. Đó, đây con mình nhìn những cái bình này, người ta làm rất là đẹp và công phu sắc nét nha. Đó, hồ lô hút lọc á, chôn đế này nha. Đó, hàng tàu cũ nha bà con. Đó, bà con mình xem trưng bày phong thủy trong nhà rất là tốt, rất là đẹp luôn. Cặp này mình về nhà để cho phòng khách trưng bày lên thì khỏi chê rồi. Đó, mang chiêu tài hút lọc cho gia đình nhà mình. Đôi này em giao lưu cho bà con mình một cặp là giá 4.500.000 nha, 4.500.000. Mã tiếp theo đó thì em có một cái em có hai cái chậu nè, giống như là kiểu như là một cái thống vậy. Bà con mình xem nha, khá là đẹp nha. Đó, hai cái chậu là hình là bên trên nó là ba chú chuột, ở dưới là ba đầu voi đó, gớp chu đậu nha bà con. Với cái chiều cao tổng là em đo lên tới 20, miệng đường kính là 19 thôi, và hoành bụng này của nó lên tới là 71 nha. Hàng này là hàng có tuổi hết nha bà con. Đó, rất là đẹp, những cái chú chuột nè, tha mà gạo tha thóc về cho gia đình nhà mình luôn nha. Đó, phong thủy luôn. Đế là những cái đầu dòi con dôi nè, nhìn rất đẹp và độc đáo, men gạn luôn. Đó, gốm chu đậu nha, hàng đều là hàng sâu tuổi hết. Đó, em có một cặp lành tích và liền lạc, mấy đôi trước thì lâu lâu về được cũng đã khách tới giao lưu rồi. Đó, em còn một cặp là duy nhất nữa thôi. Đó, đôi này em giao lưu cho bà con mình có giá là 3 triệu đồng, bao cái ship toàn quốc nha, 3 triệu đồng. Mã số 11 nè, em có một cái thống đó, một cái thống tàu nha, hàng cũ nha bà con. Đó, vẽ cái tích là tích người nha, giống như là những đây hoa văn vẽ chữ nè bà con mình xem nha. Những cậu bé ngồi đi học rồi nè, đó, những nhà thơ, nhà văn rất là đẹp nha. Cao tổng này em đo là 24, miệng đường kính phủ bì 40, chiều sâu của nó 22 thôi. Đó, hàng thì sạch sẽ lành tích hết, không lỗi lầm. Đó, hàng cũ thôi, không cổ không xưa nha. Đó, mình về mình trưng bày hoặc trồng cây hoa kiển cũng vẫn được. Đó, bà con mình xem nha. Đó, hàng tàu đó, thống nha bà con. Em giao lưu cái này giá bà con mình là 1.500.000, 1.500.000 đồng. Mã tiếp theo là số 12, một cái bộ ấm trà nè bà con mình xem, khá là đẹp luôn. Hàng này cũng hàng cũ gần đây, để bà con mình về mình xài mình sử dụng được luôn nha. Đây là cái tích đó, bà con mình xem những cái tích người phụ nữ nè. Đó, vẽ tranh rất là đẹp nha bà con. Khay trà, guốc tay vẽ tay nha. Cái này guốc tay vẽ tay cho nên nó không có đồng đều. Đó, 6 cái ly và một cái ấm nha. Khay trà này chiều dài em đo 28, chiều ngang của khay 19 thôi. Cái bộ này em giao lưu cho bà con mình giá là 1.300.000 thôi nha, 1.300.000 đồng. Tiếp theo thì em có một tác phẩm nè. Đó, một cái bình trà ông Thọ nha bà con. Bình trà Thọ Nai nè, gốm Biên Hòa. Hàng này nói chung cũng là đều có tuổi hết nha, thập niên 80-90 hết rồi nha. Với chiều cao tổng em đo là 23, chiều dài ngang là 24, hoành đế tổng là 42 nha. Đó, này là cái nắp cái nút ở trên nè. Đó, nhưng mà hàng này thì đa số bây giờ không có xài nữa, chủ yếu là mình trưng bày phong thủy, trưng decor thôi. Đó, cái nút này nút ở trên của nó nha.
Đó, cái bộ này cái hình ông thọ này em giao lưu giá là 900 ngàn cho bà con mình thôi nha, 900 ngàn đồng. Và mã kế tiếp 14 em có một cái bình hút lọc nha bà con. Đó, bình củ tỏi. Đó, bình này gỗ nó là gỗ lim nha, được người ta vật ni sáng bóng sạch sẽ là nhìn bóng thấy hình luôn. Quăng là quăng siêu quăng. Cao tổng em đo là 28, miệng đường kính là 10 phân, hoành bụng là 78 nha. Đó, bà con mình xem đây nha, quăng gỗ lim, nguyên khối đặc luôn đó nha. Đó, cái này em giao lưu giá bà con mình hôm nay là chỉ 1.700.000 thôi nha, bao ship toàn quốc. Mã tiếp theo là mã số 15 nè, một cái đĩa chanh. Đó, một cái đĩa chanh gỗ gõ, ốc thì cũng hoàn chanh luôn, khá đẹp. Tích là chim công. Đường kính đĩa này lên tới 41 lần nha, chiều cao là 49. Đĩa thì có độ dày phủ bì nhất luôn á, là nó lên tới 4 phân. Đó, đĩa phủ bì là 4 phân. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha, ốc hoàn chanh rất là đẹp, không chơi được phụ đâu. Đó, chân cũng là gỗ gõ luôn. Cái bức này em giao lưu với bà con mình giá chỉ có 2.800.000 thôi, 2.800.000 thôi nha. Và mã tiếp theo số 16, một tác phẩm là gồng vàng. Đó, gồng vàng nhã ngọc nha. Đó, khá là đẹp. Đây, năm nay năm gồng, mình sưu tầm con gồng vàng này về nhà mang tài lộc tiền tài sức khỏe cho gia đình nha, chủ nhà mình luôn nha. Chiều cao gồng mới là em đo lên tới là 19, tổng chiều ngang 17 thôi, sâu ra là 9 phân. Đó, nặng là hơn 2,5 kg nha, tính 2,5 kg đi. Đó, bà con mình xem chất liệu đồng vàng khá đẹp. Em giao lưu cái kho này cho bà con của mình là 1.800.000. Mã 17 nè, cũng là một tác phẩm gồng nữa nha. Đó, đây là gồng nhã vàng. Đó, gồng nhã vàng nha, mình sưu tầm về nhà. Đó, sẽ nhã vàng cho bà con của mình suốt luôn. Đó, mình tài lộc cho nhà luôn. Đó, rất là đẹp. Cái kho này bằng đồng nha, nặng tới 11,5 kg luôn nha bà con, khá nặng á. Với tổng chiều cao em đo 42, tổng cái chiều dài 40 luôn nha. Và chiều sâu ngang là 18. Đó, cao 42 nha, nặng 11,5 kg. Đó, bà con mình xem nha. Vạn sự như ý nè, bốn chữ rất đẹp. Em giao lưu với bà con mình cái bức tượng gồng bằng đồng này có giá là 6 triệu đồng nha, 6 triệu bao phí ship bà con mình là toàn quốc. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu sư Lê Nguyên chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Bà con mình có thời gian á, cứ đến trực tiếp cửa hàng chúng em để xem và tham khảo nhiều loại mặt hàng đa dạng phong phú khác nữa nha. Đồ đồng, đồ gốm và đồ gỗ các loại, đồ thiếu cho bà con mình sưu tầm. Cuối clip mến chúc sức khỏe bà con của mình và xin mến chào và hẹn gặp lại.